Xin chào các bạn, mình là Đức Minh bên công ty Nhôm Đúc Nam Định. Hôm nay thì Đức Minh sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu cổng Buckingham vuông rất là đẹp mà công ty Nhôm Đúc Nam Định đã thiết kế và thi công trong thời gian vừa qua. Thông thường thì các bạn có thể thấy những cái bộ cổng Nhôm Đúc Buckingham là phía bên trên là có gồm có sư tử, mũ vua ở phía giữa đỉnh cổng và hai bên phần vai của cổng nó sẽ thuôn xuống. Nhưng ở đây do cái bộ cổng này là lắp với cái cổng có mái nên là chúng tôi đã để phần trên là ngang, cũng như là do cái phần nhà ở khu vực đô thị phố thì nó sẽ không được cái phần an toàn cũng như là cái phần an ninh như ở phần phía quê, nên là gia chủ yêu cầu là làm phía bên trên là kín để đảm bảo là không thể mà trèo ra trèo vào được. Chính vì lý do đó nên là cái cổng này đã được chúng tôi thiết kế phía bên trên là ngang, và đây tôi sẽ quay lui lên để quý vị có thể nhìn thấy cái phần phía bên trên của bộ cổng này thì khác với những cái bộ cổng thông thường như thế nào. Phía bên trên thì chúng tôi đã trang trí bằng những cái phần ngọn giáo để đảm bảo cái phần an toàn cho cái chống trèo vào phía bên trong của cái căn biệt thự. Và còn phía bên dưới những cái họa tiết ví dụ như là cái phần mũi giáo ở phía huỳnh hay là cái phần phối điêu Buckingham thì đều được giữ nguyên. Tất cả các họa tiết từ những cái phần đố cổng đến cái phần nan và những cái phần họa tiết phía bên dưới của cánh đại bàng thì đều được giữ nguyên. Nhìn những cái bộ cổng này thì các bạn có thể là sẽ thấy lạ, nhưng mà khi mà các bạn cảm nhận được những cái phần công năng của nó thì nó khác so với những bộ cổng Nhôm Đúc Buckingham thông thường. Phần vai sẽ không bị thấp so với cái phần đỉnh. Các bạn có thể nhìn tất cả những cái yếu tố trong bộ cổng Nhôm Đúc Buckingham này thì đều được giữ nguyên. Những đố thì được trang trí bằng những cái vòng tròn nối tiếp nhau, và cái phần phối điêu phía bên trong và phía bên ngoài đối xứng nhau rất là cân. Quý vị mà có nhu cầu làm về những cái bộ cổng Nhôm Đúc Buckingham vuông bằng thì có thể liên hệ với công ty Nhôm Đúc Nam Định theo số hotline là 0946 266 860, thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những cái mẫu mới nhất và những cái thiết kế riêng biệt cho từng căn biệt thự của quý vị và các bạn. Quý vị nhớ ấn cái nút đăng ký kênh ở phía bên dưới để mỗi khi chúng tôi ra những cái mẫu cổng mới thì quý vị có thể tham khảo được để áp dụng cho cái phần căn nhà, căn biệt thự của mình. Cái bộ cổng này thì kết hợp với cái phần màu trắng của cái căn biệt thự tạo nên một cái điểm nhấn rất là lớn cho căn biệt thự. Bên cạnh đó thì căn biệt thự này còn sử dụng thêm những cái phần hàng rào nhôm đúc. Xin chào quý vị và các bạn.